Nè nè chú em, chú em kiếm bà ba hả? Chào chú. Bà đi lên thành phố thăm con cái chở rồi, không có bà ở nhà đâu, bà đi khoảng chừng 5-3 bữa nửa tháng tuần lễ hay là 5-3 tuần vậy đó bà mới về nhà. Dạ đâu có chú, con vô đây con ăn trộm đồ nhà bà ba, con tính kiếm vài món về xài chơi vậy đó. Ê, vậy mày là ăn trộm hả? Dạ đúng rồi, con là ăn trộm nè chú. Ê trời đất ơi, để tao lấy điện thoại tao quay lại mới được. Ai, chú nhớ quay đẹp đẹp rõ rõ nha chú. Chứ chú cũng nhớ nói cho bà ba là con vô ăn trộm nhà của bà, con lấy hết tiền vàng của bà con bỏ vô đây rồi nè. Hai bà chú cùng đi nha. Ê trời đất ơi. Ê đứng lại. Ủa cái gì kỳ vậy nè, ăn trộm gì mà vô mở cửa rồi lấy đồ, xong rồi còn kêu mình quay phim rồi còn báo cho bà ba. Chà cái vụ này căng à. Thôi được rồi, để tôi mang cái này lên tôi báo cho chính quyền mới được. Tôi nghe nè. Ừ, tôi nè. Cái gì? Nhà tôi bị trộm vô lấy đồ hả? Rồi có mất cái gì không không? Rồi. Tôi thu xếp tôi về liền. Ủa, mẹ. Có chuyện gì vậy mẹ? Nhà mẹ ở dưới quê bị ăn trộm nó cạy cửa con ơi. Trời. Chết rồi mẹ ơi. Cái chuyện này bây giờ chắc là mẹ phải đi về quê liền đó mẹ. Để mình coi nhà cửa mình có bị mất mát cái gì không. Rồi mình còn đi khai báo chính quyền nữa. Thôi thu dọn. Mà mẹ, con á thì ở trên đây bây giờ là con bận công chuyện rồi, con không có đưa mẹ về được. Mà cái là anh Khánh á, anh cũng đi công tác rồi, không có ai đưa mẹ về quê được hết trơn á. Giờ cũng biết làm sao nữa nè. Hay là mày đợi anh Khánh về đi, rồi mình đi về quê nha mẹ. Thôi, tụi bay lo công chuyện của tụi bay đi, còn phải đưa đón con đi học nữa. Đợi nó về lâu lắc lắm, tao sốt ruột lắm. Thôi bây giờ tao vô tao dọn quần áo rồi tao đi về liền mà, tao đón xe khách tao đi mình được mà. Ha, ở đây thì tao đi. Đúng là mùi vị của cái sự tự do là đây mà. Sao mà mình thông minh dữ vậy ta? Chỉ một cái chiêu đơn giản thôi là mình tiễn được cái bà già đó về quê một cách nhanh gọn lẹ. Tôi nghe nè. Anh làm tốt lắm á. Tôi nói cho anh nghe nè. Tiền công của anh á, nhất định là tôi sẽ chuyển trong tối nay. Cảm ơn anh nha, anh khỏi cần phải hối tôi. Tiền bạc gì tầm này nữa. Cũng tại cô mà giờ công an nó chi tìm tôi nè. Giờ tôi phải trốn chui trốn nhủi luôn đó. Cái gì? Truy lùng làm sao? Ê, anh đừng có nói với tôi á là anh lấy cái gì đắt giá trong cái nhà của mẹ chồng tôi nha. Cô còn hỏi nữa hả? Cô kêu tôi đi ăn trộm á thì tôi chỉ phá cửa nhà người ta tan hoang là được rồi. Còn lần này á, cô kêu tôi á, là phải để cho người ta nhìn thấy, người ta quay phim lại rồi gọi điện báo cho bà ba gì đó. Bây giờ tôi mới ra nông nổi này nè. Tôi quyết định rồi đó, tôi sẽ đi đầu thú để được giảm nhẹ tội. Mà tôi nói trước đó nha, lỡ mà tôi bị bắt bỏ tù á là cô phải ra làm chứng cho tôi đó. Cô phải nói á, là tôi chỉ phá cửa phá nhà ta thôi chứ không có ăn trộm gì hết đó. Tôi không biết, tôi nói rồi đó. Alo. Sao mà nó ngu dữ vậy trời? Ủa trời, xin ra cái khẩu trang làm cái gì mà trường cái mặt ra cho người ta thấy rồi bây giờ bị công an truy lùng. Ôi Hằng ơi là Hằng, kiếm trúng cái thằng giang hồ dởm rồi đó Hằng ơi. Để mẹ với lại anh Khánh biết chuyện này mà do mình bày ra hả, chắc kỳ này tan nhà nát cửa luôn á. Ôi trời, em đã nói với anh là biết bao nhiêu lần rồi là em không có quen biết gì cái thằng đó hết trơn á. Mà anh kỳ vậy, sao tự nhiên á anh đi nghe lời một cái thằng ăn trộm rồi bây giờ anh về anh buộc tội em đúng không? Rồi biết đâu á nó khai tầm bậy tầm bạ để nó kéo em chết chung thì sao? Bây giờ mà em còn gân cổ lên em cãi nữa hả? Anh lên đồn công an rồi đó. Cái thằng trộm đó nó khai chính là em,
kêu nó làm đó. Và cái số điện thoại của em mà gọi qua bên nó đó, anh coi rồi, đúng là số điện thoại của em đó. Tan chứng vật chứng đầy đủ hết rồi, em còn cãi cái gì nữa Hằng? Tại sao vậy hả? Mẹ anh làm cái gì em không thích? Em nói đi. Có cái gì thì nói đi, vợ chồng ở đây. Là tôi làm hết á, được không? Anh có biết á, là mẹ anh lên đây ở gần cả tháng trời, chỉ có một mình tôi ở nhà tôi hầu hạ à. Ở nhà lúc nào á cũng khó khăn xét nét với tôi hết. Có phải là anh đâu mà anh biết? Sao tới giờ này chưa chịu nấu cơm ăn nữa, đi làm về cứ cắm đầu vô điện thoại miết hả? Dạ mẹ ơi, hôm nay á là do con đi làm về trễ, với lại con cũng hơi mệt á, nên là con đến đặt đồ ăn ở trên mạng rồi giao về, rồi hai mẹ con mình ăn luôn á mẹ. Đâu có được con, mình là phụ nữ, mình phải giỏi việc nước, đảm việc nhà. Ra đường đi làm được thì á mình cũng phải chu toàn việc gia đình được chứ. Ít nhất con cũng phải nấu được một bữa cơm ngon cho chồng con, cho mẹ chồng ăn chứ. Trời ơi, cứ hở hở cái con đặt đồ ăn qua mạng như vậy, làm riết như vậy rồi sinh ra lười biếng. Từ bây giờ ở cái nhà này không có được mà đặt đồ ăn qua mạng nữa, nghe không? Con phải tự đi chợ, tự nấu ăn. Làm như vậy thì mới sạch sẽ, vệ sinh, ngon, bổ, rẻ nữa, nghe chưa? Dạ con biết rồi, nhưng mà đôi khi mà mình bận rộn quá đó mẹ, thì mình không có thời gian, cho nên là con mới... Con muốn á thì con sẽ tìm cách, còn con không muốn á con tìm lý do, mình sắp xếp được hết trơn á. Còn cái vụ mà con thuê người dọn dẹp vệ sinh mỗi tuần nữa đó, bỏ luôn đi nha, phí phạm lắm. Cuối tuần con ở nhà, con làm gì? Con làm được mà, thuê người ta chi cho tốn tiền, nghe không? Mẹ nói vậy là mẹ nói ít đó, con phải hiểu nhiều, nghe chưa? Mẹ không có thích nói nhiều đâu. Tôi cũng là con người, tôi cũng biết mệt vậy. Mà lúc nào á mẹ anh cũng không có hiểu. Mẹ anh cứ khó khăn hạch sách tôi suốt à. Không cho tôi một cái khoảng thời gian nào gọi là riêng tư hết á. Nhưng mà không phải như vậy. Mà em tự nhiên em ra ngoài em đi thuê một cái người đến nhà mẹ chồng của mình cãi cửa như vậy, rồi tự nhiên cái em tạo biết bao nhiêu chuyện rối rắm như vậy. Lỡ cái thằng đó nó tham thiệt rồi sao? Lúc đó làm sao hả? Đó, bây giờ mọi chuyện ai cũng biết hết rồi. Em thấy em đẹp mặt chưa hả? Đẹp mặt cái gia đình này chưa? Thiệt tình anh cũng biết nói sao với em nữa. Người lớn mà, họ có cái cách sống riêng của họ, hiểu chưa? Mẹ lâu lâu mới lên chơi với mình, ở một ngày một bữa, dữ lắm tuần hai tuần thôi, chứ có ở với mình một đời đâu em. Mình phải xét nét khó khăn như vậy. Nè anh hỏi nè, ví dụ cái trường hợp đó không phải là mẹ của anh mà là mẹ của em thì sao hả? Vì em có nói là mẹ em là khó khăn hạch sách không? Em phải biết suy nghĩ chứ, mình lớn rồi mà. Anh chỉ nói với em như vậy thôi. Em hãy suy nghĩ những lời anh nói đi nha. Mẹ. Ủa về rồi hả con? Dạ. Đi đường mệt không? Không sao. Mẹ khỏe không? Mẹ khỏe. Dạ hôm nay con dẫn vợ con về xin lỗi mẹ. Cũng tại con hết, con không biết khuyên bảo vợ con. Thành ra là hôm nay con mong mẹ tha lỗi cho vợ chồng con nha. Thôi không có gì đâu con. Chuyện đâu có gì đâu, mình làm lớn ra cũng đâu có ích lợi gì đâu. Nói chứ suy nghĩ lại thì mẹ cũng có lỗi một phần. Tại vì mẹ không theo kịp thời đại, cho nên mẹ cũng có phần khắt khe với vợ con. Mẹ, mẹ đừng có nói như vậy mà. Con xin lỗi mẹ, con biết là con sai rồi. Tại vì con suy nghĩ bồng bột quá cho nên là con mới làm những cái chuyện phiền phức như vậy. Mẹ, mẹ bỏ qua cho con nha mẹ. Không có gì hết á. Do mẹ đó, mẹ không có hiểu thời bây giờ nó không còn như ngày xưa nữa. Mẹ không có nghĩ cho cái cảm nhận của con.
Rồi mẹ vô tư, mẹ sống theo cái lối sống cũ của mẹ, khiến cho tụi con thấy mệt mỏi, vì vợ chồng tụi con cũng bận rộn mà. Thấy không? Mẹ, con cảm ơn mẹ nha. Tại vì mẹ đã hiểu cho vợ chồng của con. Mà mẹ, mà con hứa với mẹ là sau này mẹ lên nhà vợ chồng con chơi, con sẽ dắt mẹ đi chơi thiệt là nhiều nơi luôn, không có để mẹ ở nhà một mình buồn rầu gì hết á. Mà mẹ, mẹ không có được giận vợ chồng con, rồi không có lên chơi với vợ chồng con nữa đó nha. Không, không giận đâu, cảm ơn con nhiều lắm. Con nhìn thấy hai người phụ nữ quan trọng nhất trong đời con mà vui vẻ như vậy á, con hạnh phúc lắm đó. Thôi về đi, vô về đi. Mẹ ơi, lâu quá rồi con không được ăn cháo gà thả vườn, con thèm ghê luôn á. Rồi, bây giờ đi vô nhà đi, rồi tao làm gà thả vườn cho bay ăn. Nha, đi. Dạ. Đi mẹ.